Sao mỏng chút nào. Lizzy ơi, cậu có vé đó thật hả? Sắp được quẩy nhiệt rồi. Wow. Đi thôi. Nhưng cậu mặc vậy luôn hay sao? Chờ tới một giây. Chắc là tớ có cái gì ngầu hơn trong đây. Cái này trông chưa được rock lắm nha. Không luôn. Trong này có cái áo nào không nhỉ? Ủa, được đấy. Hoàn hảo luôn. Cậu cần đi mua sắm chút đi. Này mà sao rách tỏ thế? Ngày giữa lưng luôn chứ. Đây là thứ duy nhất tớ có thể mặc đấy. Trừ khi một chút kết hợp và pha trộn sẽ ra đâu vào đấy ngay. Có vẻ sáng lạn hơn rồi này. Các bạn có cái áo khoác bị lủng mấy lỗ luôn không? Ngon lành. Cắt một hình vuông xung quanh vết rách trước đó. Lật áo khoác lại và làm tương tự quanh chỗ rách khác. Giờ cắt hẳn cái ô vải tại chỗ rách ra nhé. Để cái áo ra chỗ khác nào. Giờ đặt mấy mảnh vừa cắt lên miếng vải mới và dùng keo dán vải để cố định nó. Để miếng vải vào trong áo với mặt có keo hướng ra ngoài. Đừng quên đằng sau nhé. Các bạn đã sẵn sàng để cháy hết mình chưa? Tuyệt đấy nha. Đi quẩy cùng ban nhạc đó thôi nào. Bắt đầu trong 20 phút nữa đấy. Bộ vest này trông vẫn bảnh chán. Ông nội mình có gu thật sự luôn. Đẹp trai đó nha. Chào bạn mình. Cậu định mặc bộ này thật à? Giày lười nữa. Cậu bị làm sao thế? Tụi mình đi nghe nhạc rock cơ mà. Tại tớ chưa đi nghe rock bao giờ ấy mà. Tớ cứ tưởng thế này là đẹp trai. Đợi tí nào. Cái khuyên miệng của mình sẽ không đau tí nào đâu. Cậu làm gì thế? Bỏ đi mà. Thế nào cũng ngầu như trái bầu cho xem. Thử đi. Thôi khỏi. Có chứ. Cấm không được lại gần tớ với cái thứ đấy. Tớ rảnh cái này lắm, đừng lo mà. Xắn khỏi đây đi. Không có sỏ khuyên sỏ khiếc gì hết. Thật luôn hả? Nghĩ ra rồi. Ai mua ghim giấy không nào? Thật ra là khuyên mũi dành cho bạn đấy. Lấy một cây bút ra nào. Giờ hãy dùng bút để bẻ cong ghim thành một vòng tròn. Thế là xong xuôi rồi. Đã sẵn sàng ngầu hơn chưa nào? Chào chiếc khuyên của cậu đi bạn yêu ơi. Không cần phải đục lỗ đâu nha. Chưa gì tớ đã thấy mình giống rocker rồi đấy. Mặc đồ da lên nhìn bảnh phết nhở. Ngày chụp hình cuối cùng đã đến. Và mọi người đều trông thật xinh đẹp. Annie đang ở trong đó hả? Cậu đang nhìn cái gì đấy? Kẻ thúc cuộc ghen tị với hình xăm quái đản của tớ sao? Thật ra mình cũng có thể đấy. Wow, ước gì mình có được một chút tự tin của cô ấy. Hãy cắt một tấm hình mà bạn thích. Có thể để lại một chút xíu màu trắng nhé. Giờ hãy xịt nước hoa mà bạn thích nhất lên. Sau đó lấy một tô nước và nhẹ nhàng đặt nó vào. Giờ chỉ cần đợi khoảng 2 phút. Chọn một chỗ để dán hình xăm, rồi xịt nước hoa lên. Sau đó lấy tấm hình và dán úp ngược lên da. Tiếp theo từ từ lột miếng giấy ra nhé. Giống y như thật luôn. Tới mình sao? Thoải mái đi nào. Chào cậu. Mẹ mình sẽ thấy sợ những thứ này cho xem. Đùa chút thôi. Nhưng chắc chắn chúng sẽ cho mình một cô bạn gái. Quẩy nhiệt lên nhé, các liền anh liền chị ơi. Hả? Giày của ai thế? Tớ không cố ý đâu gái.
Đôi giày này không vừa chân cậu lắm nhỉ? Cũng dễ sửa. Cậu lấy cái khăn này làm gì á? Cứ để Mị giúp, ok. Luồn khăn xuống dưới giày, rồi cuốn quanh cổ chân nè. Buộc lại cho thật chặt. Chuẩn rồi, xinh dễ sợ luôn. Xem đôi giày mới và xịn hơn của tớ nè. Thế là có thể vừa quẩy vừa an toàn rồi. Hello gái. Trời, tóc cậu ấy rối như tổ quạ ấy. Mình lo quá, chắc mọi người sẽ cười vào mặt cô ấy quá. Ừ, vậy thì chắc ngượng chết. Khoan đã, nói cậu nghe nè, để tớ giúp cậu chút đã. Phải xử lý cái mái tóc này mới được. Giờ, cởi cái dây buộc tóc ra nhé. Nhưng mà tóc tớ rối hết cả lên rồi này. Thì tớ đã làm xong đâu, cơ mà cậu cần thêm tí màu á. Đầu tiên, tụi mình cần vài cây bút dạ. Tớ sẽ cắt phần đuôi và lấy lõi mực ra. Đây là một ống mực nhỏ đó, vậy nên tớ có thể thổi nó. Đưa lên miệng nè, và ten ten, màu chảy ra đây hết rồi nè. Ok, giờ có màu rồi, tớ cần thêm kem nữa. Chỉ cần cho một lượng nhỏ thôi, rồi khuấy đều lên với nhau. Được rồi, tụi mình chuyển qua bước tiếp theo nhá. Tớ đã đeo găng tay cao su, nên giờ chuyển thôi. Tớ sẽ bôi cái này lên một nhúm tóc của cậu. Giờ thì quấn giấy bạc vào tóc nhé. Được rồi, đến màu tím nào. Cậu có chắc ý này ổn không đấy hả? Ổn mà, cậu sẽ thấy khi xong xuôi. Lần này cũng cuốn giấy bạc nhé. Giờ tụi mình chỉ cần đợi tí thôi. Ok, giờ đến giờ kiểm tra tóc của cậu rồi. Mở giấy bạc ra và ten ten. Sợ quá, tôi chả dám nhìn luôn á. Ủa, là tóc tôi thật hả? Xanh lá nè, và tím nữa. Wow, dễ thương thế nhở? Tôi thích lắm ý. Tôi nghĩ cậu cần thêm một thứ nữa để thay đổi diện mạo á. Chúng ta sẽ tháo cái kính này ra. Không có nó, cậu vẫn nhìn được đúng không nào? Cơ mà cởi cái áo cardigan ra luôn đi. Cứ vứt luôn nó ở kia cho rảnh nợ. Với lại, cởi cái nút trên cùng của áo ra đi mà. Tớ thấy mình cũng hơi bị xinh á. Thế thì đi học thôi gái. Ok, đã đến lúc thử nghiệm diện mạo mới của cậu rồi. Wow, cậu ấy mới nhuộm tím với xanh à? Ôi mẹ ơi, chả ai cười tớ luôn ý. Cảm ơn cậu nhiều lắm ý. Nhìn nè Eva ơi, quần jean đến rồi nè. Xinh nhỉ? Ồ, ghen tị quá đi. Mà vừa tớ nhịn in chứ đúng không? Đặc biệt là chiều dài. Thật ra tớ thấy hơi bị bé đó. Thôi đi, chắc chắn vừa, nhìn đây này. Chỉ cần trơ chân qua. Được rồi, thấy chưa? Chắc chắn vừa mà. Chỉ cần đóng cúc lại. Annie, đừng cố quá lại quá cố đấy. Chỉ cần kéo căng một chút là được. Gần được rồi. Thêm một xíu thôi. Một xíu thôi là đóng được cúc rồi. Đó, thấy chưa? Đã bảo là vừa mà. Ôi không. Vết rách to khổng lồ. Thôi thì đừng có lừa tớ, tớ nghe thấy tiếng rách mà. Này, áo cậu có gì kia? Tự dưng làm tớ nảy ra ý hay. Được rồi, hãy đặt quần jean phẳng ra bàn. Và giờ đến chiếc kéo đáng tin cậy của mình. Mình sẽ cắt theo đường may. Lên nào, cắt cắt cắt. Tiến lên phần đùi luôn nha. Và mình sẽ dừng ngay đây nè. Giờ mình cần cái kim băng nè. Chỉ cần xỏ kim qua vết mình mới cắt. Đóng kim lại thôi. Giờ tới cái kim tiếp theo.
mình sẽ ghim dọc xuống dưới. Tuyệt, xong cả hai bên luôn nè. Từ trên xuống dưới đều đặn nha. Và xong rồi, giờ nhìn quần jean của tớ đi. Chẳng những vừa vặn mà còn cực ngầu. Tớ không phải lo bị rách quần nữa. Ta-da, quần jean mới và như phiên bản cao cấp hơn. À từ từ, tớ quên mất một thứ. Tớ mua cái áo sơ mi bông nè. Ôi, lại nữa. Không sao, may mà tớ còn khối kim băng đây. Annie, mua đồ vừa với cậu không được sao?